Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Cô xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Ở bài số 9, chuyện ngắn, chúng ta đã được học các văn bản cũng như là đi thực hành các kiến thức tiếng Việt. Ngày hôm nay, để củng cố và luyện tập sâu hơn vào kỹ năng viết, thì cô cùng các em sẽ cùng nhau đi học bài, viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. Trước khi đi vào thực hành các bài tập cụ thể, thì trước tiên cô sẽ đưa ra một vài lưu ý để các em có định hướng làm bài như sau. Trước tiên, các em cần phải hiểu tả cảnh sinh hoạt, tức là chúng ta đi miêu tả hoạt động của một hay nhiều người trong quá trình lao động, học tập hoặc là tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội. Ví dụ như văn bản keo vật, kể về một trận đấu vật, tập trung miêu tả các tư thế, hành động của hai người đấu vật và theo một trình tự thời gian từ đầu trận cho đến cuối trận đấu. Tiếp theo, từ văn bản keo vật thì chúng ta có thể rút ra được một số điểm cần chú ý khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt như sau. Đầu tiên thì em cần phải nghĩ về việc là em định tả lại hoạt động gì. Sau đó là miêu tả hoạt động thì phải tập trung vào tả các cái hoạt động này, trạng thái của nhân vật thể hiện thông qua các động từ và tính từ. Đồng thời thì các em phải có sự liên hệ với các chi tiết miêu tả hành động, trạng thái của các nhân vật trong đoạn trích trên. Qua đây thì việc tả hoạt động cần phải nêu được diễn biến của một hoạt động và trên đó thì các em có thể tham khảo lại các diễn biến của keo vật được miêu tả trong đoạn trích trên. Phần thứ hai của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi thực hành làm bài tập và bài tập đặt ra cho chúng ta đó là tả lại một trận bóng đá mà em đã chứng kiến. Bước đầu tiên trước khi đi viết bài chúng ta cần phải chuẩn bị. Và ở bước chuẩn bị này thì các em cần phải tìm hiểu yêu cầu tả lại bóng đá. Thứ nhất là em có những hiểu biết gì về bóng đá. Đây là một môn thể thao đồng đội chơi với quả bóng hình cầu giữa hai đội gồm 11 cầu thủ mỗi bên. Nó là một môn thể thao cực kỳ phổ biến nhất thế giới. Và nó chơi trên một sân hình chữ nhật được gọi là sân bóng đá với một khung thành ở mỗi đầu. Mục tiêu là ghi bàn vào khung thành của đối phương, đội nào có số bàn thắng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Và tiếp theo là nếu như các em tả lại trận bóng đá thì cần phải chú ý một số hoạt động như sau. Thứ nhất là hai hiệp đấu, những đường truyền của tiền đạo này, rồi là cú ghi bàn của tiền vệ, cú chặn bóng của thủ môn và sự ngăn cản ghi bàn thắng của hậu vệ. Đồng thời thì em cần thể hiện là các hoạt động của cầu thủ đá bóng bằng những động từ, tính từ chỉ sự mạnh mẽ, dứt khoát, uyển chuyển, linh hoạt trong các lối đá. Và đồng thời thì em sẽ phải tả các trận bóng đá theo trình tự thời gian, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc trận đấu. Thông qua đó thì em hãy bộc lộ những cảm xúc của mình và cái sự hồi hộp của mình khi mà theo dõi xem ai là người chiến thắng ở trận bóng đá đó. Bước tiếp theo là chúng ta đi tìm ý và lập dàn ý. Đối với đề bài trên thì các em có thể đưa ra một số ý để viết bài như sau. Đầu tiên ở phần mở đoạn thì các em cần đưa ra đó là giới thiệu về trận bóng đá ấy diễn ra ở địa điểm nào, thời gian nào. Tiếp đến là các em đi tả lại diễn biến của trận bóng đá ấy. Và đối với các ý đã tìm được thì cô đưa ra mẫu lập dàn ý cho các em tham khảo như sau. Phần mở bài, trận đấu bán kết giải bóng đá U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar vào ngày 23 tháng 1 năm 2018 để lại cho em nhiều cảm xúc sâu sắc nhất. Thân đoạn thì các em đi giới thiệu lại trận bóng đá ấy. Trận bóng được diễn ra tại sân bóng Trung Quốc, tiếng kèn khai mạc trận đấu vang lên, các cầu thủ đặt tay lên ngực hát quốc ca. Tiếp theo là về trận đấu bắt đầu, thì các em ở phần này các em có thể ghi lại các ý mà cô đã hướng dẫn ở phần tìm ý. Kết đoạn thì các em khẳng định và cũng như là đưa ra những cái cảm xúc của mình sau khi xem trận bóng đá ấy. Đến bây giờ em vẫn không thể quên được sự kịch tính và thú vị của trận đấu ngày hôm đó. Dựa vào dàn ý đã lập thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi viết bài. Với đề bài này thì cô đưa ra một mẫu bài viết cho các em tham khảo như sau. Bóng đá, môn thể thao vua, luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Trong các trận bóng đá em đã từng xem trên truyền hình,
Có lẽ trận đấu bán kết giải bóng đá U23 Việt Nam giữa Việt Nam và Qatar vào ngày 23 tháng 1 năm 2018 để lại trong em và cả trong lòng người dân Việt Nam những kỷ niệm và nhiều cảm xúc sâu sắc nhất. Trận bóng được diễn ra tại sân bóng Thường Châu, Trung Quốc. Sân bóng lớn hình chữ nhật có các đường kẻ trắng, lớn ngang dọc, phù hợp với luật chơi. Dưới sân là lớp cỏ xanh mướt giúp các cầu thủ khi chạy trên sân được an toàn hơn. Trên khán đài đông nghịt người, dù thời tiết có lạnh nhưng vẫn vang lên những tiếng hò hét cổ vũ. Tiếng kèn khai mạc trận đấu vang lên, cầu thủ Việt Nam mặc áo trắng và cầu thủ Qatar mặc áo đỏ tiến vào sân. Tiếng reo hò lại vang thật to thật rõ khi các cầu thủ xuất hiện. Lần lượt hai đội chào cờ, các cầu thủ đặt tay lên ngực mình nhẩm theo bài quốc ca hùng tráng đang vang lên. Tiếng còi của trọng tài báo hiệu trận đấu bắt đầu. Những đường chuyền bóng đầu tiên chính là cầu thủ Xuân Trường, đội trưởng đội bóng U23 Việt Nam. Bóng được chuyền đi, 22 cầu thủ trên sân bắt đầu di chuyển theo chiến thuật của riêng đội mình để giành bóng, kiến tạo những đường bóng để ghi bàn. Các cầu thủ U23 có quả đá phạt từ cự ly 11m nên nhanh chóng ghi bàn mở đầu với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Qatar. Nhưng rất nhanh sau đó, cầu thủ Quang Hải của Việt Nam ghi bàn bằng một cú sút chân ấn tượng san bằng 1-1. Không chỉ trên khán đài, tại trận đấu, tiếng reo hò cũng như cờ của Việt Nam được tung bay. Ngồi trước màn hình vô tuyến, em và bố cũng reo hò ầm ĩ, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Chẳng bao lâu, các cầu thủ Qatar lại ghi thêm được một bàn thắng nữa. Nhưng cũng chỉ sau 2 phút, cầu thủ Quang Hải lại lập nên chiến công, ghi bàn lần nữa. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa nên hai đội tuyển bước vào hiệp đấu phụ. Và hai hiệp đấu phụ trôi qua trong không khí đầy ganh đua và quyết liệt nhưng cũng không thể phân thắng bại. Nên tình huống lúc đó bắt buộc chúng ta phải đá luân lưu để tìm ra đội vào chung kết. Những lượt đá luân lưu vô cùng căng thẳng diễn ra, không chỉ những người sút bóng, thủ môn mà thậm chí khán giả cũng vô cùng hồi hộp. Theo dõi từng phút giây. Và cuối cùng, cầu thủ Vũ Văn Thanh đứng trước quả sút cuối cùng quyết định chiến thắng của Việt Nam. Cả đất nước như vỡ òa sau khi cầu thủ Văn Thanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Việt Nam tiến thẳng vào chung kết đầy oai phong. Đến bây giờ thì em vẫn không thể quên được sự kịch tính và thú vị của trận đấu ngày hôm đó. Em thật sự tự hào khi đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh, đó chính là đội tuyển U23 Qatar. Sau khi viết bài xong thì các em cần thực hiện bước kiểm tra và chỉnh sửa lại bài viết của mình để chúng ta có được một bài viết hoàn thiện nhất có thể. Như vậy, cô đã hướng dẫn và đưa ra mẫu bài viết cho các em tham khảo với đề bài Tả lại một trận bóng đá mà em chứng kiến. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.